Món quà của sự xúc phạm. Bài học về sự không phản ứng của một thiền sư. Bạn có bao giờ cảm thấy bị tổn thương hay tức giận bởi những lời cay nghiệt của ai đó chưa? Bạn có thấy mình phản ứng bốc đồng hoặc phòng thủ trước những lời chỉ trích không? Nếu vậy, bạn có thể nhận được lợi ích khi học được một bài học quý giá từ một thiền sư. Người đã dạy cho các học trò của mình cách đối phó với xúc phạm một cách rất là khéo léo. Chuyện kể rằng một ngày nọ, một samurai trẻ tuổi và kiêu ngạo đã thách đấu một vị thiền sư lớn tuổi và thông thái. Lý do là anh ta muốn chứng tỏ sự vượt trội của mình và làm vẻ mặt ông già chính là vị thiền sư. Anh ta tiếp cận với vị thiền sư với những lời lăng mạ và khiêu khích, nhưng vị thiền sư vẫn bình tĩnh và im lặng. Samurai trở nên tức giận hơn và càng hét to hơn, nhưng người thiền sư vẫn không phản ứng. Cuối cùng, samurai đành bỏ cuộc. Trong lòng anh ta cảm thấy thất bại và xấu hổ. Lúc này, các vị học trò của thiền sư chứng kiến cảnh tượng này rất ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của ông và hỏi ông làm thế nào mà ông có thể chịu đựng được những lời lăng mạ đó. Và tại sao ông không bị mất bình tĩnh? Vị thiền sư cười và nói, nếu có người tặng quà cho con từ chối không nhận, thì quà đó thuộc về ai? Học trò của thiền sư hiểu rằng sư phụ của mình không nhận những lời xúc phạm từ vị samurai, do đó không để cho những lời xúc phạm đó ảnh hưởng đến sự bình an trong chính nội tâm của mình. Đơn giản, sư phụ từ chối nhận món quà của sự xúc phạm. Câu chuyện này minh họa cho một nguyên tắc không phản ứng mạnh mẽ có thể giúp chúng ta đối phó trước những tình huống khó khăn và những người xúc phạm đến chúng ta. Khi ai đó làm việc gì đó tổn thương đến bạn, bạn thường cảm thấy mình bị tổn thương và tức giận bởi vì chúng ta đã đồng cảm với những gì họ nói và chúng ta muốn bảo vệ cái tôi của mình. Một khi các bạn coi thường những lời nói đó hoặc phản ứng theo một cách cảm tính, điều này chỉ làm gia tăng thêm xung đột và khiến cho các bạn đau khổ hơn mà thôi. Nhưng nếu như các bạn có thể coi những lời xúc phạm đó là món quà mà mình có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như các bạn có thể nhận ra rằng những ý kiến của người khác không định nghĩa bạn là ai và bạn có quyền lựa chọn theo cách mà mình phản ứng? Điều gì xảy ra nếu các bạn chọn cho mình giữ bình tĩnh và bao dung ngay cả khi đối mặt với sự thù địch và gây hấn từ những người khác? Chắc chắn cái việc này không dễ thực hiện, nhưng có thể thực hiện được nhờ sự thực hành và nhận thức. Lần tới khi có ai đó xúc phạm bạn, hãy cố gắng dừng lại và hít thở thật sâu trước khi bạn phản ứng. Nhắc nhở bản thân bạn rằng bạn không cần phải chấp nhận cái món quà từ sự xúc phạm. Bạn có thể để nó qua đi và bước tiếp với những phẩm giá còn nguyên vẹn từ chính bạn. Bạn cũng có thể cố gắng hiểu người khác vì sao họ làm vậy và nỗi đau từ sự bất an của họ có thể ẩn sâu sau những cái lời nói từ họ hay không. Bạn có thể đáp lại bằng lòng tốt và sự đồng cảm, hoặc đơn giản là bỏ đi nếu như cần thiết. Bằng cách thực hành không phản ứng, bạn sẽ không chỉ tránh được những kịch tính và căng thẳng không cần thiết, mà còn nuôi dưỡng được sự bình yên và hạnh phúc hơn cho chính bản thân mình và những người xung quanh các bạn. Bạn cũng có thể thể hiện sự khôn ngoan và trưởng thành, khiến cho bạn được tôn trọng và ngưỡng mộ. Bạn có thể trở thành người làm chủ tâm trí của chính mình,
thay vì làm nô lệ cho cảm xúc của bản thân. Món quà của sự xúc phạm là một bài học mà tất cả chúng ta có thể học hỏi và áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là một bài học có thể biến đổi các mối quan hệ và hạnh phúc của chúng ta. Đó là bài học có thể giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và đưa chúng ta đến bến bờ của sự giác ngộ và hạnh phúc. Mình xin trân trọng biết ơn thông điệp của tác giả Minh Chánh đã gửi chúng ta thông điệp này. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần sau. Một lần nữa, rất biết ơn các bạn đã chọn xem video của mình.